Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy người Do Thái ngược đãi Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa Mát. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: Cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng phải làm. Bởi vậy người Do Thái lại càng thêm tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Bây giờ Đức Giêsu trả lời họ rằng: Thật tôi bảo thật các ông, con không thể tự mình làm gì mà không thấy cha làm, vì cha làm điều gì con cũng làm điều ấy. Quả thật cha yêu con và tỏ cho con biết mọi điều người làm, và người sẽ tỏ cho những công trình còn vĩ đại hơn nữa, khiến các ông phải kinh ngạc. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các em thiếu nhi thân mến, hôm nay ngày mùng 3 Tết, chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ cầu cho thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta trong năm này được đạt kết quả và thành công. Chúng ta làm việc không những cho bản thân, cho gia đình và còn phát triển xã hội. Do đó, cái bổn phận trách nhiệm của chúng ta, mọi người đều phải làm. Xuyên qua các bản văn mà chúng ta vừa nghe, bản đọc thứ nhất gợi lên trong bà anh chị em, Thiên Chúa đã dựng nên con người chúng ta giống hình ảnh của Ngài và ban cho con người được sống hạnh phúc trong vườn địa đàng, và trao trách nhiệm cho con người trông coi, gìn giữ, bảo vệ. Nhưng mà vì con người ma quỷ cám dỗ đã không tuân giữ và vâng lời Thiên Chúa, vì thế Thiên Chúa đã đuổi ông bà ra khỏi vườn địa đàng. Nhưng Thiên Chúa nói với ông bà: Từ nay đất sẽ trở thành gai góc và khô trồi. Các ngươi phải đổ mồ hôi nước mắt mới có của mà ăn. Đấy. Đây giống như là một án phạt. Bình thường nếu mà không biết vâng lời Chúa ở vườn địa đàng thì rất là hạnh phúc. Nhưng mà vì tội lỗi, do đó Chúa đưa cái án phạt cho con người là phải làm việc, phải lao động, đổ mồ hôi xót con mắt. Bởi vì đất sẽ trở thành khô trồi và gai góc. Phải, thưa ông, ông bà, anh chị em thấy rất rõ cái điều đó. Phải có nước này, phải cày bừa này, phải tư phân này, phải gieo giống. Đấy, chúng ta thấy cái hình ảnh đó gợi lên cho ông bà, anh chị em. Và từ đó Chúa đòi hỏi con người phải luôn luôn làm việc, phải lao động mới có của mà ăn. Rồi bài đọc thứ hai, gương của Thánh Phaolô tông đồ. Ngài là một con người theo đạo Do Thái, ghét người Do Thái trở lại đạo Công giáo. Vì thế mà Ngài có một cái lòng răng hay nhiệt tình muốn giết những người mà bỏ đạo Do Thái đi theo đạo mới là đạo Đức Kitô. Nhưng mà cuối cùng Chúa đã gọi ông để trở thành tông đồ. Và khi trở thành tông đồ thì ông đã nêu một cái mẫu gương, đó là tự tay làm việc. Ngoài việc đi ra giảng tin mừng, truyền giáo chỗ này chỗ kia, về nhà là ngồi thêu thảm, Ngài dệt thảm,
lấy cái công lao sức mình, bán lấy tiền ăn và còn giúp đỡ những người nghèo khó. Đấy, gương mà hôm nay giáo hội muốn nêu lên cho chúng ta. Rồi bài đọc tin mừng mà Thánh Gioan ghi lại, Chúa Giêsu nói với mọi người: Cha tôi hằng làm việc thì tôi cũng phải làm việc, Cha tôi làm cái gì thì tôi làm y như vậy. Bởi vì chúng ta có lần Philippe hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, cha, chúng con biết Thầy, cha của Thầy là ai? Thì Chúa nói: Ai thấy Thầy là thấy Cha, Cha với con là một. Và Cha làm gì thì con làm y như vậy. Đấy. Do đó cuộc đời của Đức Kitô khi xuống trần gian 30 năm ẩn dật, nhất là 3 năm công khai đi rao giảng tin mừng, liên tục làm việc. Đến nỗi trong tin mừng hôm nay, mấy ông biệt phái thường phê bình Chúa Giêsu, những ngày khác không chữa bệnh, cứ đến ngày Sa-bát để chữa bệnh. Vì thế ông hội đường mới nói dân chúng rằng: Thôi các anh em, từ nay mang bệnh nhân tới ngày khác, còn đừng mang tới ngày Sa-bát. Bởi vì mang tới thì Chúa Giêsu phải làm, mà Chúa Giêsu làm thì họ cho rằng là vi phạm luật Sa-bát. Đấy, ngoài việc rao giảng tin mừng, ngoài việc chữa bệnh, Ngài còn dùng thời giờ để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Nghĩa là liên tục trong đời sống mình làm việc liên tục. Khi còn nhỏ ở trong gia đình Nazareth, cũng giúp Thánh Giuse. Rồi khi Thánh Giuse qua đời, lúc đó mà Chúa Giêsu mới có 16, 17 tuổi, thì Thánh Chúa Giêsu lại tiếp tục cái công việc nào làm thợ mộc. Đấy. Đấy là điều mà hôm nay có lẽ ông bà anh em qua bằng các bài đọc gợi lên cho ông bà anh thấy. Đấy là một cái hình ảnh để nhắc nhở cho mỗi người trong chúng ta. Hôm nay chúng ta cầu nguyện xin thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có làm hay không. Mà làm việc như thế nào. Cái thu nhập của chúng ta có từ cái mồ hôi nước mắt, công lao khó nhọc chúng ta để thu được những cái đồng tiền, đồng lương hay không? Hay là đi đánh đề, hay là đi xổ số, hay là cờ bạc? Đấy, rất nhiều cứ đánh đề. Đấy, hôm nay thì chúng được ít, hôm nay con bò hay con gà hay con cọp, rồi mai tiếp tục, rồi cuối cùng chẳng có con cọp, con gà, con rắn nào hết, mà nhà cửa bay, đồ đạc bay, đi mượn, đi vay. Đấy, chúng ta thấy rất rõ. Ở trong giáo xứ chúng ta thấy rất rất nhiều gia đình cũng vì cái con này con kia mà cuối cùng là phải bán nhà bán cửa, đi vay nợ chồng chất. Đấy, ông bà chị em thấy rất rõ, không có nói sai, nói đúng lắm. Trong giáo xứ của chúng ta hiện tại bây giờ đây này, còn nhiều người là cứ con này con kia đấy, đánh đề, rồi cờ bạc, rượu chè, say xỉn, không có lo làm ăn. Chồng thì say xỉn, cái bắt vợ phải quần quật mà không ra đồng tiền thì lại chửi bới để đánh đập. Đấy, chúng ta thấy cái xã hội mà chúng ta đang sống nó diễn ra từng ngày. Rồi quất quá không làm được thì là đi cái làm nghề gì là ngừa kiếp giật. Cướp ban đêm, trộm ban đêm không được thì kiếp cả ban ngày. Chúng ta thấy hiện tại xã hội mà ông bà anh chị em đang sống thấy rất rõ. Những người cướp giật này nọ kia đó là đấy, cũng đi làm việc đấy, cũng giúp cái mà để lo nuôi bản thân của mình đấy. Nhưng mà những cái đồng tiền đó có cái tâm hồn có được bằng an không? Không có thằng ăn trộm ăn cướp nào mà nó được bình an cái tâm hồn nó bao giờ hết. Mặc dù nó có nhiều tiền, nó ăn uống thỏa thuê nhậu nhẹt, nhưng mà tâm hồn nó luôn luôn bị cắn rứt. Bởi vì cái đồng tiền đó là đồng tiền máu,
Đấy là cái mà ông bà anh chăm tay rất rõ. Còn làm việc chân tay, thu nhập chính đáng thì chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc như thế nào. Cái đồng lương mà chúng ta lãnh về, nó vui. Đấy là điều mà có lẽ ông bà anh chị em cần phải suy nghĩ. Năm mới chúng ta phải có một cái đổi mới như thế nào. Cái đời sống của mỗi người chúng ta không phải tiếp tục hôm nay đây, mà ngày mùng 3 là mai là hết rồi đấy. Mai là hết Tết rồi đấy. Nhưng mà đi các cái đường này, ôi giời ơi, cờ bạc xì phe này, cò cua tôm cá rất nhiều. Đấy cũng vậy thôi, năm nào cũng như năm ấy. Cứ tiếp tục như vậy, cứ sống như vậy thôi. Đấy. Thưa các bà anh chị em. Rồi ông bà anh chị em làm việc đã vậy, rồi cũng phải tập cho con cái của mình biết làm việc. Không có việc lớn thì việc nhỏ, đứa này làm việc này, đứa làm việc kia, đừng cho nó chơi không. Đừng để cha mẹ làm hết mà con cái cứ chơi. Lý do là tại vì nó đang học. Nó học là có giờ nó học. Mà có giờ rảnh thì bắt nó phải làm, quét nhà, lau nhà. Đứa nào ấy thì rửa chén, rửa bát, giặt quần áo. Thế thôi mà để tao làm cho. Cứ vậy thôi. Cuối cùng nó lớn thì nó chẳng biết làm gì hết trơn. Nhiều những cô gái đi lấy chồng chả biết nấu cơm gì hết. Chả biết làm bữa ăn. Đấy. Mấy cái đôi con phối vào tôi hỏi có biết nấu cơm. Bảo biết. Biết nấu làm sao. Cái nồi cơm điện thì ai chẳng biết nấu. Hồi xưa là phải bỏ gạo vào ra giá này, rồi xóc gạo này, rồi đổ nước để nhóm bếp này. Bây giờ ấy là bỏ vào nồi cơm điện bật cái là rồi. Rồi biết làm món ăn gì không? Dạ biết. Món ăn gì? Chiên trứng. Trời ơi, dậy ợt. Món gì ăn? Rau luộc. Vậy thôi. Thế người ta kể cái câu chuyện, cái cô về lấy chồng. Ngày nào cũng ăn rau muống luộc với lại trứng chiên. Cái ông chồng bảo trời đất ơi, em không có cái món nào hay nè. Ngày mai đổi món. Ngày mai đổi món. Trứng luộc. Đấy, trứng luộc dầm nước mắm. Lại cũng rau luộc. Đấy, đổi món. Hôm qua trứng chiên, hôm nay trứng luộc. Đấy, đổi món đó. Bây giờ nó có biết làm cái gì đâu. Đấy là cái vấn đề rất là thực tế. Ông bà anh em thấy rất rõ như vậy. Phải dạy nó. Phải nhắc nhở nó. Con trai con gái cũng vậy. Nó có giờ nó học cho nó học. Có giờ nó làm việc phải cho nó làm việc. Đừng vì cha mẹ thương con mà rồi cứ phó mặc. Tại vì nó đã học. Nó có học đâu. Nó chơi, nó đâu có học đâu. Nó ngồi ở máy vi tính, nó chơi game. Đấy, nhiều khi cha mẹ bảo, con nó đã học, nó học trăm năm. Hôm nay không có nhiều thời giờ để gợi ý với ông bà anh chị em nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nhưng ít ra, ngày đầu năm mới chúng ta xin Thiên Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta, thánh hóa cái công ăn việc làm chính đáng, chứ không phải là cái công ăn việc làm mờ ám. Mờ ám không bao giờ được Chúa chúc phúc, mà hậu quả sẽ rất lớn. Chúng ta cầu nguyện, nhưng mặt khác chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi người, ông bà, anh chị em, người cha, người mẹ được sức khỏe, bình an và lo công ăn việc làm cho gia đình, cũng góp phần xây dựng xã hội nữa. Đó là một vài gợi ý nhân ngày chúng ta cầu nguyện thánh hóa công ăn việc làm trong năm mới này. Xin Chúa chúc phúc và ban ơn cho tất cả chúng ta. Xin mời cộng đoàn chúng ta tiếp tục thánh lễ.